Bài này sẽ dành cho những người cảm thấy bản thân mình yếu kém, nặng hơn là vô dụng và không có tài cán gì, giống như tôi đã từng. Ôi, thưa quý vị và các bạn, một cái cảm giác phải gọi là cực kỳ khó chịu. Và tôi nghĩ chắc là sẽ không ai muốn cái cảm giác này trong cuộc đời mình xuất hiện để làm gì. Nhưng nó vẫn xuất hiện. Thế thì làm sao để vượt qua được cái cảm giác cảm thấy mình yếu kém và bất tài vô dụng đây? Trong cái bài này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 7 cái kinh nghiệm của tôi về cái cách vượt qua cái trải nghiệm này. Có những cái phương pháp trong cái bài này, nó được tôi cố tình ứng dụng trong cuộc sống của mình. Nhưng cũng có những phương pháp phải gọi là tôi làm một cách rất là vô tình các bạn. Cái lúc mà tôi áp dụng thì tôi không có biết. Nhưng mà sau này học hành lên rồi va chạm nhiều cái á, và ngồi nghiệm lại á, thì tôi thấy mình đã vô tình áp dụng những cái phương pháp mà trong tâm lý người ta hướng dẫn. À, thôi thì dù cho vô tình hay là cố ý thì tôi cũng sẽ kể ra hết cho các bạn nghe trong cái bài này các bạn ha. Hy vọng cái bài này sẽ giống như là một cái bữa tiệc với rất nhiều món ăn, rất nhiều phương pháp dành cho các bạn. Không nhất thiết các bạn phải xài hết tất cả phương pháp này. Nhưng mong rằng các bạn sẽ chọn ra được một vài cái phương pháp hữu ích và phù hợp với mình. Thì như thế là cũng quá vui rồi ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phương pháp số 1 ngay các bạn nha. Rồi, hello các bạn. Đây là cái phương pháp đầu tiên. Và cái phương pháp này sẽ có tên là làm điều tốt và biết mình làm điều tốt. Đây là một trong những cách có thể gọi là dễ dàng nhất để vượt qua được cái cảm giác cảm thấy bản thân mình yếu kém, vô dụng và không có giá trị. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng cái cảm giác này nó xuất hiện là do bạn không nhìn thấy được những điểm tốt ở bản thân mình, đúng không? Hoặc có thể bạn vẫn nhìn thấy, nhưng cái tốt nó quá ít, nó quá nhỏ so với những cái xấu mà bản thân bạn tự nhìn vào mình và thấy, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải cân bằng lại, phải làm cho bản thân mình thấy được những cái điều tốt đẹp và tin vào những cái điều tốt đẹp hiện hữu trong bản thân mình. Và cái phương pháp số 1 này, cái phương pháp làm điều tốt và biết mình làm điều tốt đó, sẽ cho các bạn có được sự cân bằng đó. Bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn cách thực hành ha. Với bản thân tôi, mỗi ngày tôi sẽ chủ đích và cố gắng làm vài cái điều tốt. Ví dụ trong hôm nay tôi đã làm vài điều tốt như sau. Thứ nhất là mua vé số, ủng hộ em nhỏ, bán hết sớm để về nhà. Ha. Thứ hai là tôi đã chuyển 50.000 tiền làm từ thiện, ủng hộ một cái quỹ. Ha. Nhỏ thôi nhưng kệ, vẫn ghi lại. Thứ ba là hỗ trợ đồng nghiệp vài cái việc lặt vặt. Thứ tư là dành 30 phút tự học thông qua việc đọc sách. Thứ năm là chủ động quan tâm khi thấy đồng nghiệp của mình bị bệnh. À đó. Đó là những cái mà tôi làm và tôi ý thức được. Sau khi mà làm xong, đúng không? Mình cứ để đó đi. Thế thì tới chiều tối hoặc là trước khi đi ngủ, mình tổng kết lại. À, mình tổng kết lại những cái việc tốt mình làm. Mình nhìn vào danh sách, chà, cũng ổn ha. Mình cũng có giá trị chứ bộ. Bữa nay mình cũng làm được nhiều thứ tốt chứ bộ, đúng không? Hai, ngày hôm nay tuy là có vài nỗi buồn, có vài chuyện không như ý, nhưng mình cũng làm được vài việc tốt đó nha. Đó, tự mình thấy như vậy. Và nó nằm trên cái danh sách thì mình thấy nó rất rõ ràng và đây là sự thật nha. Đúng không? Những cái điều này nó giúp mình cân bằng lại cuộc đời. Mình cũng có giá trị, mình cũng làm được nhiều việc tốt chứ bộ, đúng không? Thôi, ngày mai mình ráng làm thêm nhiều việc tốt nữa. À, thế thì cuộc đời mình chắc là sẽ tốt lên. Đấy, cứ thế. Các bạn lưu ý giùm tôi chỗ này nha, cứ thế nha. Ngày thứ nhất bạn làm xong, có thể bạn chưa cảm thấy cái gì mà to lớn trong cái việc này đâu. Ngày thứ hai bạn cũng chưa thấy gì cả khi mà áp dụng phương pháp này. Nhưng bạn thử mà xem, tới ngày thứ 10 bạn sẽ bắt đầu cảm thấy một cái điều gì đó tích cực ở bên trong mình á. Wow, 10 ngày qua mình cũng làm nhiều điều tốt dữ chứ bộ. Mình đâu có vô dụng, bất tài đâu. Và tới ngày thứ 20 thì sao? Mình trở thành một người tích cực và mình có một cái góc nhìn công bằng với bản thân mình. Mình có cái xấu nhưng cũng có cái tốt và cái tốt mỗi ngày mình đều thấy. Và tới ngày thứ 30 thì sao? Bạn mất luôn cái cảm giác cảm thấy mình vô dụng và bất tài và không có giá trị. Nó vi diệu như vậy đấy. Thành ra các bạn nhớ thực hành cái phương pháp này mỗi ngày nha. Rất là dễ ha. Rồi nhớ thực hành cái bài này nha. Và nhớ lưu lại bằng cái cách bấm nút lưu hoặc là nút download ở ngay bên dưới video này. Kẻo tới cái lúc mà cần xem lại thì không biết là kiếm cái bài này ở đâu thì cũng uổng ha. Bây giờ thì phương pháp số 1 tôi xin phép dừng lại tại đây. Mình sẽ qua phương pháp số 2 các bạn nha. Cái phương pháp này nó sẽ có hiệu quả ngay tức khắc luôn. Vô.
Rồi, đây là cách thứ hai để vượt qua cảm giác cảm thấy mình không có giá trị, yếu kém, bất tài, vô dụng. Cái phương pháp thứ hai là cái gì? Làm ơn hiểu một cái điều như thế này các bạn. Bạn không cô đơn khi bạn có cảm giác đó. Cái cảm giác mà mình yếu kém và vô dụng, dĩ nhiên nó là không tốt rồi. Nó là cảm xúc tiêu cực đúng không? Nhưng nếu mà nó dừng ở đó thôi thì cũng lo nhưng mà chưa lo lắm. Mọi thứ chỉ lo hơn, chỉ tồi tệ hơn khi các bạn nghĩ rằng bạn là kẻ tệ hại nhất thế giới. Bạn là kẻ tệ hại nhất trong số những người xung quanh bạn. Ai cũng tốt hết. Chỉ có tôi là tệ thôi. Chỉ có tôi là bất tài vô dụng thôi. Thì nếu mà bạn nghĩ như vậy á, có nghĩa là cái mức độ tiêu cực của bạn á, nó đang ở mức khá là cao và đáng lo đó các bạn ơi. Bạn ơi, làm ơn nhớ cái chỗ này. Nhiều người cũng giống như bạn lắm. Nhiều người cũng cảm thấy mình bất tài vô dụng như bạn. Chứ không chỉ có mình bạn đâu, đừng có cực đoan. Và bạn không phải là người tệ nhất trong những người xung quanh như bạn nghĩ đâu. Và bạn không tin hả? Bây giờ tôi làm một cái bài tập này. Hỡi những khán giả của tôi, nếu bạn cũng đang hoặc đã từng cảm thấy mình bất tài vô dụng, bạn comment giùm tôi 4 chữ này. Tôi không cô đơn. Nha, bạn comment giùm tôi. Và hỡi những khán giả của tôi, những khán giả khác. Sau khi mà comment xong, các bạn hãy làm ơn lướt nhìn những cái comment bên cạnh các bạn đó. Các bạn lướt thử xem. Tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều người cùng comment cái nội dung là tôi không cô đơn. Các bạn hãy thử làm bài tập này nha. Bạn hãy comment. Thứ nhất, thể hiện cái trạng thái của bạn. Và thứ hai, cho những người khác đang có cái suy nghĩ là tôi là người duy nhất ngu ngốc trên thế giới này. Ai cũng tốt, chỉ có tôi là không tốt. Các bạn comment để cho những người đó thấy là họ không cô đơn. Và để họ hiểu rằng có rất nhiều người trong cuộc sống này cũng đang gặp phải tình trạng như họ. Làm ơn đừng cực đoan tới mức như vậy. Ai cũng có những vấn đề của mình hết các bạn. Nên sẽ không bao giờ tồn tại cái chuyện mọi người ai cũng tốt hết, chỉ có tôi là tệ nốt. Đừng có mắc phải cái suy nghĩ sai lầm như vậy các bạn. Bạn không cô đơn và tôi cũng không cô đơn. Hãy nhớ comment nha và hãy nhớ like cho nhau. Chỉ cần là bạn biết là bạn không cô đơn và có nhiều người cũng đang gặp vấn đề như bạn, thì tôi tin rằng bạn sẽ cảm thấy đồng cảm được phần nào và cái sự siêu cực đoan nó sẽ giảm đi rất nhiều. Nha, làm ơn nhớ. Bây giờ mình sẽ qua tới cách thứ ba. Hello các bạn, đây là cách thứ ba. Cái cách này rất là thú vị vì thứ nhất, đương nhiên, nó giúp chúng ta vượt qua được cái cảm giác cảm thấy mình yếu kém, vô dụng, bất tài. Nhưng cái lợi ích thứ hai, nó còn làm cho chúng ta cảm thấy giải trí nữa, cảm thấy cuốn hút, cảm thấy được chia sẻ rất nhiều. Đó là cái gì? Đó là chúng ta hãy biết tham khảo những cái tấm gương thành đạt. Các bạn có thể tham khảo bằng cách quan sát những người thành đạt xung quanh các bạn, có thể là sếp các bạn, ha. Hoặc các bạn cũng có thể tham khảo những người thành công mà các bạn ngưỡng mộ. Những ngôi sao, những doanh nhân gì đó cũng được, chỉ cần các bạn ngưỡng mộ họ. Các bạn có thể tìm hiểu về cuộc đời của họ. Và tôi khuyến khích các bạn nên tìm hiểu thông qua những cái kênh giống như là đọc sách hay là xem phim tài liệu thì nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều so với việc bạn chỉ đọc báo. Tại vì đọc báo thì bạn chỉ thấy một cái đoạn nhỏ nhỏ thôi. Nó không đủ để tham khảo. Nhưng bạn xem cả một cái bộ phim tài liệu hay là đọc cả một cái cuốn sách thì bạn sẽ nắm được rất nhiều. Và có cái nhìn toàn cảnh hơn về những người thành đạt mà các bạn ngưỡng mộ. Phim tài liệu thì các bạn có thể xem ở trên YouTube. Đương nhiên các bạn phải có cái gói premium ha. Và các bạn có thể vào một cái kênh tên là YouTube Originals để xem những cái phim tài liệu rất là hay về những nhân vật nổi tiếng ha. Nếu các bạn sử dụng Netflix thì các bạn cũng có thể vào cái mục là phim tài liệu, trên đó cũng có khá nhiều phim hay. Còn về sách, các bạn có thể mua tự truyện của những người nổi tiếng ha. Tự truyện hoặc là hồi ký. Các bạn có thể mua ở nhà sách hoặc là mua ebook có bản quyền ở những cái trang giống như là Kindle ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích chút xíu ha. Tại sao cái việc tham khảo những tấm gương thành đạt lại có thể giúp các bạn vượt qua được cái cảm giác cảm thấy bản thân mình yếu kém, vô dụng và bất tài. Tại sao? Đây là câu trả lời. Khi các bạn tham khảo cuộc đời của nhiều người, nhất là những người thành đạt, các bạn sẽ nhận ra cái điều này. Cái giai đoạn đầu của họ đó, nhiều khi giống bạn kinh khủng luôn á. Thậm chí là còn tệ hơn bạn nữa. Có thể cái đích đến của họ khác bạn, nhưng mà cái ban đầu của họ nó giống kinh khủng luôn các bạn ơi. Và ngay từ đầu họ cũng nghĩ là bản thân họ cũng vô dụng, cũng bất tài, cũng không biết tương lai y như bạn luôn. Tôi nói thiệt, rất nhiều người giống như bạn. Nhưng vấn đề là họ đã thay đổi và họ tiến tới những cái điểm mà ai cũng mong muốn. Vậy thì mình xem, mình tham khảo điểm xuất phát của họ như vậy đó. Và làm sao họ chuyển được từ cái điểm xuất phát tệ hại trở qua một cái điểm mơ ước. Thì đó là cái lợi ích tuyệt vời của phương pháp này, thưa các bạn. Và các bạn sẽ thấy cái cảm giác này, cảm giác yếu kém, bất tài, vô dụng là một cái cảm giác cực kỳ phổ biến luôn.
Không phải có mình bạn có đâu, cái người thành công cũng có đó. Nhiều nhân vật mà các bạn đang tung hô, đang ngưỡng mộ, các bạn thử tìm hiểu về nguồn gốc của họ đi. Các bạn sẽ thấy nhiều khi thảm vô cùng á. Ví dụ tôi nói là Steve Jobs đi. Steve Jobs từng cái giai đoạn là ông này không có cái phòng để ngủ luôn mà. Không có ở trong cái ký túc xá luôn. Ông phải ngủ trên cái sàn nhà, trong cái căn phòng của bạn ông á. Đó. Mà ông cũng không có tiền để sinh sống nữa. Phải lụm mấy cái lon coca đó các bạn bán lại để mua đồ ăn. Nhiều khi là phải đi mấy cây số để nhận mấy cái suất ăn miễn phí từ những cái hội từ thiện. Tôi hỏi các bạn, bạn có thảm tới mức đó không? Đó, mình coi để mình biết, à, xuất phát điểm của rất nhiều người tệ lắm. Thế nhưng làm sao để họ vượt qua được? Tham khảo cuộc đời của họ đi bạn. Bạn sẽ được tiếp thêm rất nhiều góc nhìn thực tế và kể cả cái động lực. Một cái ví dụ khác giống như The Rock đi. The Rock thì quá nổi tiếng rồi đúng không? Bạn nào mà thích xem phim Hollywood hay là xem đô vật thì chắc chắn biết The Rock. Các bạn biết cái tuổi nhỏ của anh này cũng vô cùng cực khổ. Năm ảnh 14 tuổi, gia đình của ảnh từng bị đuổi ra khỏi cái nơi họ đang sống. Giống như một cái hình thức là nó siết thu hết tài sản vậy đó. Tại vì gia đình của The Rock không đủ tiền để trả tiền nhà. Một ngày đẹp trời, cả gia đình về nhà thấy ngoài cửa dán một cái tấm bảng là có cái thông báo là đuổi ra khỏi nhà. Và lúc đó mẹ của The Rock phải gọi là suy sụp. Bây giờ sống ở đâu đây? Gia đình con cái sống ở đâu đây? Bạn có trải qua cảm giác đó chưa? Tôi tin rằng rất nhiều người trong các bạn chưa trải qua cái kiểu nghịch cảnh như vậy. Thế thì mình tìm hiểu trước hết là để mình đồng cảm. Trời ơi, anh cũng khổ dữ lắm. Và bạn đọc tự truyện của anh, bạn xem phim tài liệu của anh, bạn biết được cái tinh thần, cái nỗ lực anh vượt qua như thế nào. Trời ơi là trời, cái tầm tham khảo của bạn rộng lắm chứ, đúng không? Nên làm ơn nha, tham khảo cuộc đời của những người thành công. Bạn sẽ được ban tặng rất nhiều cái sự khôn ngoan để vượt qua được cái cảm giác yếu kém, vô dụng và không có giá trị. Nha, nếu bạn may mắn mà bạn được làm việc gần một cái người sếp thành đạt thì quá tuyệt vời luôn á. Những lúc cà phê cà pháo hãy hỏi ổng đi. Hỏi đó anh sao? Làm sao anh có ngày hôm nay, hãy hỏi đi. Đó là những sự tham khảo tuyệt vời. Nha, còn nếu mà mình không có cơ hội đó, cơ hội gần những người thành đạt, thì thôi mình tham khảo những nhân vật thành công mà mình ngưỡng mộ thì cũng được rồi. Rất nhiều trí khôn, rất nhiều sự khôn ngoan đang chờ các bạn đó. Nhớ nha. Rồi, đây là cách số 4 để vượt qua được những cái cảm giác bất tài vô dụng của bản thân. Đó là gì? Hãy biết follow ít nhất là 5 người nổi bật trong cái lĩnh vực của bạn. Người ta nói là chơi với người thông minh thì ok tốt, nhưng mà nó khó đúng không? Nhưng mà follow những người thông minh thì nó dễ hơn nhiều. Những chuyên gia trong ngành của các bạn nên follow họ. Ví dụ bạn làm trong ngành y đi, bạn nên follow những bác sĩ nổi bật trong ngành. Ha, học sinh thì nên follow những người thầy giỏi, hay là những học sinh giỏi khác, đúng không? Làm trong ngành marketing chẳng hạn thì nên follow những người đầu ngành. Tại vì sao follow các bạn biết không? Họ là những người nổi bật, họ thành công rồi. Ít nhất là thành công ở cái mức độ tối thiểu cần thiết mà ai cũng khao khát. Thì họ đã đi tới cái điểm đó rồi. Thế thì cuộc sống của họ đó đã trải qua những ngọt bùi, nhưng đồng thời cũng đã trải qua những cay đắng. Những gì họ nói, thưa các bạn, nó rất công bằng. Góc nhìn của họ rất công bằng. Họ không nói một cái điều quá tiêu cực, nhưng họ cũng không nói những cái điều quá tích cực. Họ nói những điều thực tế mà họ trải qua, đúng không? Nên bạn follow họ, bạn nghe và bạn đọc những gì mà họ chia sẻ mỗi ngày, dần dần cái nhân sinh quan của bạn cũng được nâng lên. Rất có thể ngày mai họ sẽ chia sẻ về một cái bài về những cái ngày khốn khó của họ khi khởi nghiệp. Bạn đọc và bạn sẽ rút ra được rất nhiều thứ cho mình. Nó sẽ gia tăng sức mạnh của bạn và bạn sẽ nhìn thấy, à, họ cũng khó đấy, mình cũng khó. Đúng không? Lại một lần nữa mình được tham khảo. Đúng không? Rồi có thể họ chia sẻ cho các bạn những cái phương pháp mà họ đã áp dụng. Tại vì tôi nói thật các bạn, một cái người mà giàu rồi, thành công rồi, người ta hào phóng lắm. Các bạn cứ lấy cái tư duy ở cái tầm của mình và đánh giá những người hơn mình thì các bạn dễ sai lắm. Các bạn cứ nghĩ là người giàu, người thành công ai cũng keo kiệt, ai cũng giữ bí quyết cho bản thân mình. Hỡi ơi, làm ơn các bạn ơi. Rất nhiều người họ dư tiền, họ dư danh, dư lợi rồi. Họ không có nhu cầu lấy từng đồng, từng bạc nhỏ nhỏ của người khác đâu. Và tôi tin chắc một điều á, ít nhất trong những gì mà tôi nhìn thấy, thì những cái người mà họ thành công rồi, họ hào phóng lắm. Đương nhiên là những người chân chính nha, họ hào phóng lắm. Các bạn cứ nhìn mà xem, có những cái dịp đóng góp, người ta âm thầm, người ta đóng góp rất nhiều tiền. Họ hào phóng lắm, họ giúp đỡ nhiều người lắm các bạn. Nên đôi khi á, có những cái thế giới của người thành công á, các bạn chưa có bước vào, mà các bạn có nhiều cái sự mà suy diễn về cuộc sống của họ quá thì cũng tội nghiệp họ. Tôi khẳng định với các bạn luôn á, cái người mà đầy đủ rồi họ hào phóng. Rất nhiều người đầy đủ mà tôi biết họ hào phóng lắm. Nên tôi vẫn cảm thấy và tin tưởng một điều.
nếu mà các bạn follow những cái người mà đã thành đạt trong cái ngành đó rồi, bạn sẽ được họ truyền cho rất nhiều cái kinh nghiệm, cái cảm hứng nha. Đương nhiên là nhiệm vụ của các bạn sẽ phải chọn lọc, đúng không? Nhiệm vụ của các bạn sẽ phải chọn lọc. Thì cách dễ nhất là các bạn tham gia những cái group về ngành nghề của các bạn, về lĩnh vực của các bạn ở trên Facebook đó. Phải follow những người mà họ hay chia sẻ, bạn đọc bạn thấy chân thành. Những người mà chỉ đơn thuần chia sẻ và ít khi nào đòi hỏi phải nhận lại một cái sự trao đổi mua bán nào đó. Đó, những người đó là các bạn phải ưu tiên trước cho tôi. Nhớ nha, ngành y thì cứ theo dõi những bác sĩ nổi tiếng. Học sinh thì cứ theo dõi những thầy giáo nổi tiếng. Làm nghề gì thì cứ theo dõi những người đầu ngành. Thì dần dần cái sức mạnh tinh thần của các bạn sẽ được tăng lên dữ lắm á. Nha, đó là điều số 4. Rồi, hello các bạn, đây là điều số 5. Nếu như điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, đâu đó nó vẫn mang tính dài hạn, đúng không? Đặc biệt là điều số 1. Thường thường đương nhiên tôi là cái người yêu quý những cái phương pháp mang tính dài hạn, tôi phải thành thật với các bạn. Tại vì mình sống một cuộc đời tính ra bao nhiêu ngàn ngày, đúng không? Dài. Thành ra, cuộc sống của mình phải có những cái mục tiêu dài hạn. Nhưng bên cạnh những mục tiêu dài hạn, thì mình cũng nên có những cái thành tựu ngắn hạn. Những thành tựu ngắn hạn là những cái giúp bản thân mình cảm thấy ổn ngay cái giây phút đó. Và mình thấy ổn ngay giây phút đó, nó cho mình một cái cảm giác mình không vô dụng. Và cái cảm giác không vô dụng đó nó gộp với những cái điều số 1, số 2, số 3, số 4 mà tôi vừa chỉ với các bạn. Nó tạo nên một cái sức mạnh nội tâm. Tới bây giờ tôi nói thật với các bạn luôn á, nửa giây tôi cũng không có cái suy nghĩ là mình vô dụng nữa. Đây là cái giây phút tôi nói thật với các bạn, nửa giây tôi cũng không có cảm giác đó nữa. Thế thì mình phải rèn luyện và tôi hy vọng các bạn cũng sẽ có cảm giác đó. Mình sẽ không thấy mình vô dụng nữa. Vậy thì ở đây tôi đề xuất các bạn có một cái kiểu hành động ngắn hạn mà các bạn có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Nó rất hiệu quả và nó cho các bạn một cái cảm giác tự tin ngay lập tức trong cái thời gian ngắn. Đó là gì? Hãy làm những việc mà các bạn thấy ngay tác dụng. Ví dụ như đồ hư trong nhà, đúng không? Sửa liền đi. Ha, sửa xong thấy ngay tác dụng. Ồ, mình đã làm được một điều tốt. Cái bàn làm việc của mình nó bộn bề quá. Dọn đi. Làm và thấy ngay tác dụng là vậy đó. Và đừng quên, mình làm được cái gì tốt hãy ghi lại. Để tối mình suy niệm, các bạn còn nhớ cái điều số 1 không? À, đấy. Thế thì ngay cái lúc mình làm những cái việc mà thấy ngay tác dụng á, mình đã thấy vui rồi. Mình đã thấy vui rồi. Nhưng tối mình suy niệm là một lần nữa mình tổng kết lại. Mình thấy ồ, mình cũng làm được nhiều nhiều khá khá. Thì hỡi ôi, kể cả ý thức, kể cả tiềm thức của các bạn, nó đã thay đổi cái nhìn về chính bản thân bạn rồi đó. Và ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, cứ làm liên tục đi. Cái cách số 5 này, mình gộp với cái cách số 1 thì nó sẽ sinh ra một cái điều tuyệt vời. Không còn cảm giác thấy mình tiêu cực nữa. Cả cái tâm thức, cái tâm thế của các bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Nên nhớ nha, ngay giờ phút này, nếu vẫn chưa biết phải làm gì, thì kiếm liền luôn đi. Một cái hoạt động, một cái hành động nào đó mà mình làm xong mình thấy ngay tác dụng. Làm đi, làm xong sẽ thấy ổn ngay. Và làm mỗi ngày thì cả cuộc đời của bạn nó ổn. Thật sự đó. Rồi, hello các bạn, đây là điều số 6 để vượt qua cái cảm giác bất tài vô dụng. Và đây là cái bệnh mà tôi đã từng bị, phải gọi là tôi cực kỳ dại dột luôn các bạn. Trời ơi là trời, cái điều này nó làm cho tôi, cho dù cố mấy cũng thấy mình ngu dốt, cũng thấy mình kém cỏi. Đó là tôi đã có một cái góc nhìn sai lầm về thời gian thành công. Cái tầm nhìn của tôi nó không thực tế các bạn. Đã từng có lúc mà khi tôi làm một cái việc gì đó, tôi đặt cho mình một cái mốc thành công siêu ngắn luôn. Ví dụ học lập trình đi. Tôi đặt cho mình một cái mốc là một tháng là tôi code được ở mức trên cơ bản. Nhưng các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Đó là một cái tầm nhìn phi lý. Tại vì lập trình, mà lập trình từ cơ bản luôn á, nó cần thời gian. Đúng không? Sinh viên cũng mất 3-4 năm để mà ra nghề mà, đúng không? Vậy mà mình ngu quá. Mình đặt một cái tầm nhìn phi lý. Thế thì mình đặt mục tiêu là một tháng mình trên trung bình. Nhưng tới cái tuần thứ 3, mình vẫn còn đang loay hoay với những điều cơ bản chưa xong được. Thế là chuyện gì xảy ra các bạn biết không? Mất hết sự tự tin, mất hết niềm tin vào cá nhân. Và trong vô thức bắt đầu thốt ra những câu từ quen thuộc. Mày ngu quá, mày bất tài quá, mày vô dụng quá, mày không hợp với ngành này rồi, ABC. Nhưng mà vấn đề mình đâu có phải bất tài vô dụng đâu. Tại vì cái việc đó nó khó và nó cần thời gian. Nó cần thời gian các bạn ơi. Cái vấn đề ở đây là cái tầm nhìn, cái kỳ vọng của mình nó quá tầm bậy. Nó cũng vô lý, giống như là một cái cây mà phải mất 2 năm mới ra trái. Thế thì cái cây đó nó mất khoảng 2 tháng, nó lớn lên và nó thấy nó chưa ra trái. Thế là nó chửi nó bất tài vô dụng, các bạn thấy vô lý không? Tôi tin rằng nhiều người cũng suy nghĩ y vậy đó. Làm ơn các bạn ơi, làm một cái điều gì đó to lớn lớn lao, hãy cho mình một cái thời hạn nó đủ lâu dài. Ha, hãy đi tham khảo những người xung quanh đi, coi mọi người ra nghề bao lâu, xem mọi người làm thành công cái việc đó bao lâu.
tham khảo đi các bạn. Và các bạn còn nhớ cái điều số 3 không? Tham khảo những tấm gương thành đạt, tham khảo sếp bạn, tham khảo những người thành công, coi coi họ mất tầm bao lâu để đạt được cái điều đó. Và các bạn còn nhớ điều số 4 không? Follow ít nhất 5 người nổi bật trong cái lĩnh vực của bạn. Bạn follow đủ lâu đủ dài, bạn sẽ biết cái thời gian ước lượng thành công của họ. Thì mình coi để mình biết, à, để thành công ở cái level này mất bao lâu. Và mình hãy cho mình cái mốc thời gian xem gần gần với họ. Có thể bạn khó tính hơn với bản thân bạn, bạn rút ngắn lại chút xíu cũng được, nhưng đừng có ngắn tới mức phi lý. Thì khi mà cái tầm nhìn mà nó phi lý như vậy đó, thì bạn sẽ cảm thấy rất tệ khi mình không đạt được cái mức kỳ vọng. Nha, cái điều này nói ra các bạn thấy mất cười, nhưng các bạn cứ nhìn lại cuộc sống của mình đi. Các bạn sẽ thấy có đôi khi á, mình kỳ vọng nó nhanh, nhưng nó không nhanh được như ý của mình. Thì mình thất vọng vô cùng, vô cùng, vô cùng. Làm ơn tầm nhìn thực tế lại. Nha, đó là điều số 6. Rồi, hello tất cả quý vị và các bạn. Đây là điều thứ 7, điều cuối cùng ha. Trước khi mà vào điều thứ 7, thì tôi rất mong các bạn sẽ giúp chúng tôi một cái điều như thế này. Giống như tôi đã có nói ở tuần trước, rất nhiều người xem bài giảng của chúng tôi, có thể họ thích, có thể họ không thích, nhưng mà đại đa số là im lặng. Và thực sự là chúng tôi cũng không biết là chúng tôi đang làm tốt hay xấu nữa. Không biết là nên tăng cái độ khó của cái bài lên hay là giảm xuống xíu nữa cho nó dễ hơn nữa. Nhiều khi tụi tôi cũng mù đường luôn các bạn, nên tụi tôi phải gọi là rất là thèm và rất là mong các bạn cho chúng tôi một cái chỉ dấu, một cái dấu hiệu để chúng tôi biết mình làm tốt hay không. Và nhanh nhất, không tốn thời gian của các bạn nhất là hãy bấm vào nút like nếu các bạn thích, hoặc là dislike nếu các bạn thấy dở nha. Cái này là nhanh nhất, các bạn cho chúng tôi một cái dấu hiệu, nếu các bạn thấy dở thì cứ bấm dislike, đừng có nể nang gì hết. Thì chúng tôi sẽ nhìn vào đó để mà thay đổi và làm tốt hơn các bạn nha. Nên tôi xin các bạn để lại cho chúng tôi một cái dấu chỉ, một cái dấu hiệu cho chúng tôi biết nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái điều số 7. Để vượt qua được cảm giác yếu kém, vô dụng, vô bổ là gì? Hãy ngừng ăn vào. Đương nhiên chữ ăn này để trong ngoặc kép nha. Hãy ngừng ăn những cái thứ vô dụng, những cái thứ yếu kém và những cái thứ vô bổ. Ý tôi muốn nói ở đây là thông tin mà các bạn tiêu thụ mỗi ngày. Các bạn có biết là cái việc mình tiêu thụ những cái thông tin vô bổ coi vậy thôi, chứ nó lấy đi của mình rất nhiều. Bạn muốn thoát khỏi sự vô dụng, sự vô bổ, sự yếu kém mà hàng ngày bạn lại ăn vào những cái thông tin y hệt như vậy thì sao thoát được? Hàng ngày bạn xem những cái hít hà drama, những cái điều đâu có bổ ích gì đâu. Rõ ràng đó là những điều mà bạn không vận dụng được cái gì trong cuộc sống của bạn cả. Nhưng nó có lấy thời gian của các bạn, nó có lấy cảm xúc của các bạn. Đôi khi bạn xem những cái đó, bạn cảm thấy phẫn nộ chứ, bạn cảm thấy yếu kém chứ. Bây giờ các bạn nghĩ thử xem, bạn xem một cái nội dung về ngoại tình thì bạn học được cái gì ở đó? Bạn học được thủ thuật chống ngoại tình hả? No, bạn không học được gì đâu. Nhưng mà cái sự tác động tiêu cực thì có đó. Bạn sẽ đâm ra dễ dàng nghi kỵ những người xung quanh. Bạn nghi ngờ những người xung quanh của mình, ông hay bà có ngoại tình hay không, là bạn đã có một cái lớp tiêu cực rồi đó. Và cái điều nguy hiểm hơn là khi mà bạn vừa xem xong cái đó, tâm trạng của bạn nó khó chịu lắm, nó hung hăng lắm. Bạn bị những cái văn hóa phẩm đó nó tác động. Thế thì bạn không còn tâm trạng để làm việc nữa, bạn không còn tâm trạng để cố gắng nữa, đúng không? Và thế là bạn không làm gì. Không làm gì thì cuộc sống của bạn nó bất động, nó đâu có gì thay đổi. Và rồi sau vài ngày, cái cảm giác bất tài, vô dụng, tệ hại, nó quay trở lại. Cái vòng lẩn quẩn các bạn có nhìn thấy ra được cái mô hình không? Nên thành ra mình ăn cái gì thì nó đẻ ra cái đó thôi. Bạn ăn vào cái gì thì nó sinh ra kết quả cái đó thôi. Đương nhiên là đang nói theo cái khía cạnh phương trình nha. Chứ các bạn đừng lấy khía cạnh sinh học bảo là ăn thức ăn rồi nó ra cái... các bạn bắt lỗi kiểu đó là tôi xỉu luôn á, tôi không biết giải thích làm sao luôn á. Mình đang nói theo khía cạnh phương trình. Bạn cho vô cái gì thì nó ra những thứ gần gần như vậy. Bạn cho vào mình kiến thức thì nó sẽ ra kiến thức. Nó sẽ ra kinh nghiệm, nó sẽ ra sự khôn ngoan. Bạn cho vào mình sự cố gắng thì nó sẽ ra kết quả khác. Bạn cho vào mình sự tiêu cực thì nó sẽ ra sự tiêu cực. Nên làm ơn tỉnh thức các bạn. Mình cũng nên nhìn lại cuộc sống của mình, coi coi những thông tin mình ăn vào mỗi ngày, nó có phải là những thứ mà nó hoàn toàn vô bổ, nó không giúp được gì cho cuộc sống của mình hay không. Nếu có thì ngừng ăn nó lại, hoặc hạn chế ăn nó lại, và tập trung ăn vào những thứ có lợi hơn. Đó là kiến thức, đó là những quan điểm mang tính xây dựng, đó là những điều tốt đẹp, những hành động tốt đẹp nha. Bạn không thể nào chuyển hóa qua một con người tốt hơn nếu vẫn tiếp tục tiêu thụ những thứ đã tạo nên con người chưa như ý của mình bây giờ. Đó là điều hiển nhiên nha. Và tôi hy vọng cái điều số 7, cái điều cuối cùng này sẽ đánh động các bạn ở một cái mức độ nào đó, để các bạn nhìn thấy được đôi khi mình mắc kẹt với hiện tại. Một phần lớn là do mình đã tiêu thụ quá nhiều thứ mà nó ghim cuộc đời mình lại nha. Làm ơn nhớ kỹ.
Rồi, ok các bạn. Như vậy là chúng ta đã vừa trải qua 7 điều giúp chúng ta vượt qua được cái cảm giác thấy mình yếu kém, vô dụng, bất tài. Tất cả những cái này là kinh nghiệm thật hết các bạn. Thật ra tôi hiểu mà. Một cái bài ở trên YouTube thường thường nó chỉ nên 3 điều thôi. Tầm 8 phút là đẹp. Nó sẽ có nhiều view lắm. Mà mình đỡ cực nữa, đúng không? Đó là góc nhìn của một người làm YouTube thương mại. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã từng trải qua cái cảm giác tệ hại khi thấy mình vô dụng. Và cảm giác này nó đau khổ lắm. Nên tôi không muốn nếu ai đó đang gặp cái tình trạng này, cảm thấy như thế lâu dài hơn nữa. Đó là lý do tôi làm cả một cái bộ tới 7 điều để mà tôi gửi gắm đến các bạn. Cuối cùng hết, tôi mong cuộc sống của các bạn sẽ tốt lên, sẽ thoát ra khỏi được cái hiện trạng như vậy. Trời ơi, cái tình trạng đó nó tệ lắm các bạn. Thoát ra một cách chủ đích đi. Và cuộc sống của các bạn sẽ sang những cái chương mới, những cái trang mới. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn. Bây giờ thì chương trình của chúng ta, tôi xin phép được dừng lại tại đây. Chúc các bạn nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tuần sau các bạn nha. Bye bye.